gió về rồi, giờ chúng ta đang bay cực cực đẹp luôn. Ôi trời, cao quá, hai con kia tiến vào nhau rồi. Ôi đảo, ô cắm đầu xuống rồi, cắm rồi. Đang gió. Đang bay. Đang lượn quá. Đang chín rồi. À, đang chín rồi. Ô, đang rớt rồi, đang bay. Ô, ra rồi. Lại lên, ra rồi, tự giải cứu rồi. Có nhiều nồng nọc màu cam của ta giải cứu rồi. Gió đông bay. Đấy. Ốc xương. Đang hạ xuống rồi. Rồi, đang hạ mấy con diều siêu nhân của chúng ta xuống nhá. Hạ bớt xuống thôi. Bước xuống. Rồi con diều này cũng đang hạ xuống rồi. Đang hạ xuống nha. Đó, đang hạ. Rồi đang tiếp hạ tiếp con khác. Ý là phải chơi cờ bạc hay không? Là vậy đéo nói gì má mới bỏ tiền túi chưa tụ má cờ bạc hay gì? Trời, muốn tiền còn lãi nữa mà cũng không thấy luôn. Má thiệt tình. Trả ra cho nó ra coi anh làm gì vô. Làm mấy mất tiền lẻ ghê luôn á. Cầm từ dây luôn chứ được. Hai con rồi. Rồi, xả tiếp xem con nữa nhé. Xuống á. Đâu? Anh tháo bỏ cái móc luôn. Rồi, còn ba con nữa đây. Ôi trời, gió đã. Ôi trời, gió này. Trời, phất pha phất phới luôn. Wow. Tiếp con nữa nhá. Ô con nọc. Úi con nọc kia nó quậy quá. Con nọc, ô nó quậy. Rồi đang xả tiếp con này nữa nha. Đấy con này. Hai con nữa. Rồi đang xuống. Bao lại bay chưa? Cái nó bay làm con nè. Cậu cứ dây vô kia mà bay được có sợ. Bay. Bay luôn. Thôi gấp cái chân giờ nó cái chân đấy vậy. Nó bay luôn mà. Thì em bán nước mẹ đầu kéo đi. Em mua 6 cục dây đủ má. Cậu không có 1 dây. Rồi đang xuống tiếp thêm con nữa. Còn con nữa thôi nhá. Rồi đang xuống thêm con này nữa nha.
còn một con nữa thôi nha. Còn mấy con dù dù kéo trên kia rồi nha. Con. Rồi còn con cuối cùng. Con cuối cùng trong một. Xong rồi ạ. Rồi xuống xong. Rồi xuống xong rồi đó. Rồi xuống xong mấy con diều rồi đấy các bạn ạ. Còn rồi các bạn nào thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón thêm những video sau thả diều của mình hàng ngày ở quận 12. Xin chào, hẹn gặp các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ạ.